Ma Vương cư ngụ ở lục dục thiên. Ở đó không chỉ có Ma Vương, mà toàn bộ ma dân cũng cư ngụ ở đó, gồm ma nữ, ma con, ma cháu và rất nhiều quyến thuộc. Ma quỷ cũng có quyến thuộc, con cháu, đồ đệ. Nó làm bá chủ một cõi trời, lập thành ma cung. Phần nhiều những người tu theo ngoại đạo đều dẫn đến kết cục là sinh trong các cõi này. Bậc thượng thì làm ma vương, bậc trung thì làm ma dân, bậc hạ thì làm ma nữ. Ma nữ đặc biệt là rất đẹp và rất quyến rũ. Bất luận quý vị là ai, như A Nan chẳng hạn, dù đã chứng được quả vị thứ nhất của hàng A La Hán mà cũng không có đủ định lực để làm chủ mình khi nhìn thấy một ma nữ, nên A Nan đã gần như muốn thử bất cứ món gì. Ma nữ rất có quyền lực, quý vị là những người tu đạo nên hết sức cẩn trọng, đừng để loài ma này quyến rũ mình. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Nếu quý vị không có đủ định lực thì quý vị sẽ không thể duy trì được sự an định. Khi gặp tình huống này sẽ bị ma xoay chuyển, và quý vị sẽ thấy mình bị kéo lê lết theo sau một con ma nữ, rồi rơi xuống hố ma. Nếu tôi nói nhiều, ma vương sẽ than phiền: "Ngài nói nhiều quá và cứ phơi bày xấu xa của chúng tôi." Thế nên tôi xin dừng. Nói chung là hãy nên thận trọng, hãy phát huy định lực tối cao, lúc ấy chẳng có gì để sợ hãi. Đây là sự thử nghiệm tuyệt diệu nhất mà tôi xin ban tặng cho quý vị.